Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2020 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam và phỏng vấn đặc biệt. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài từ Lê Đình Kinh đến bà Nguyễn Thị Năm do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Máu đồng tâm đêm ngày 9 tháng Giêng 2020 đã lôi ra ánh sáng bản chất gian dối, buộc sợ hãi và người dân có một nhà nước chỉ muốn được sùng bái không khác gì thời của thảm kịch cải cách ruộng đất năm 1953 năm 1956. Gian dối đồng tâm do báo Đại Công an chủ đạo bị đặt tất cả từ bị tấn công nên phải phản công để bảo vệ lực lượng, bảo vệ chính quyền nhân dân, nhưng thực chất là tiêu diệt cụ Lê Đình Kịnh, người lãnh đạo công cuộc chống tham nhũng, cường quyền để bảo vệ 59 mẫu đất nông nghiệp của dân. Cụ Kinh 84 tuổi, 58 tuổi đảng, không còn đi đứng bình thường sau lần bị công an đánh gãy chân năm 2017, nhưng được dân làng tín nhiệm và kính trọng. Hương linh cụ đã bị bôi nhọ sau khi bị hành quyết giả mang bằng bốn phát đạt ngay tại nhà. Thủ phạm công an không nói một câu về cái chết của cụ kình, nhưng là bị đặt chứng phản khoa học rằng khi chết, trên tay cụ vẫn còn cầm quả lũ đạn. Công an cũng lờ đi, không giải thích tại sao tự động mổ bụng cụ kình để làm gì và ai đã cho phép làm chuyện bất nhân này. Công an còn bị đặt không hổ thẹn rằng cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu chứng minh rằng ông lê đình kình giữ vai trò đầu tàu tập hợp những người khác trong đó có các thành phần bất hảo nghiện ngập tụ tập về đồng tâm phân chia ra các bè mảnh để thề ăn đủ số này đã kêu gọi việc đóng góp từ nhiều nơi trong đó có nguồn tài trợ từ tổ chức phản động hải ngoại biến việc đòi đất ở đồng tâm thành cái cớ để gây sức ép với chính quyền chống phá nhà nước. Nhớ về bà Nguyễn Thị Năm, lời cáo buộc ngập máu phun người của công an trong vụ thảm sát cụ Lê Đình Kình đã nhắc ta nhớ về vụ án bà các Thanh Long, tên hiệu buôn của bà ở Hải Phòng, tức Nguyễn Thị Năm. Trong giai đoạn đầu gọi là tiêu diệt địa chủ cường hào ác bá ở Thái Nguyên, miền Bắc Việt Nam giữa năm 1953, trước khi phong trào cáo cải cách ruộng đất lan rộng đến năm 1956. Trước tháng 8 năm 1945, thì bà Năm đã ủng hộ Việt Minh 20.000 đồng tiền Đông Dương giá trị bằng 700 lượng vàng. Không kể vải vóc, lương thực. Tại tuần lễ vàng ở Hải Phòng theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 9 năm 1945, bà Năm cũng đã ủng hộ 100 lạng vàng nữa. Bà được cử làm hội trưởng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Thái Nguyên 3 năm liền. Các ngôi biệt thự của bà ở Hà Nội, Hải Phòng, ở Đồng Điền, Đồng Bẩm đều là nơi qua lại, ăn ở, địa điểm liên lạc của cán bộ Việt Minh cao cấp. Hai con trai bà là Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Văn Cát đều theo Việt Minh đi bộ đội. Nguyễn Hanh từng tháp tùng đoàn đại biểu chính phủ do các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Cụ Huy Cận vào Huế nhận ấn kiếm khi vua Bảo Đại thoái vị, theo tạp chí luật sư Việt Nam ngày 18 tháng 9 năm 2017. Tài liệu khác còn cho biết, bà từng là ân nhân của nhiều cán bộ cấp cao Cộng sản như Lê Đức Thọ, Hoàng Hữu Nhân, Bí Thư Thành ủy Hải Phòng, Hoàng Tùng, Vũ Quốc Huy, Hoàng Thế Thiện, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Kinh, vân vân. Thế mà, bất nhẫn thay, Tài liệu viết tiếp, bà Nguyễn Thị Năm, các thanh long 47 tuổi, đã bị quy là địa chủ cường hào ác bá và đã bị đem ra xử bắn ở Đồng Bẩm, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 29 tháng 5 âm lịch, tức 9 tháng 7 năm 1953, theo nguồn của Wikipedia và được báo chí đương thời quay là phát xuống hiệu cho một cuộc vận động long trời lỡ đất. Khi mẹ phạm tội tay trời bị xử tử hình ở quê hương hai người con trai là nguyễn văn hanh đang học tập ở nam ninh trung quốc bị điệu về nước đưa ngay vào trại cải tạo nguyễn văn cát chỉ huy bộ đội của đại đoàn 308 đang chỉnh huấn ở nước bạn cũng bị bắt giải về giam ở việt bắc không có bản án rõ rệt vợ ông cát là đỗ ngọc diệp đang hoạt động ở vùng địch hậu bắc ninh nên không bị bắt nhưng là được người ta khuyên cắt đứt quan hệ với con trai một địa chủ cường hào ác bá. Bà Diệp không chịu khi sửa sai sau này. Vợ chồng ông các bà Diệp mới được đoạn tụ. Ai giết bà Năm? Ông Hồ làm gì? Nhưng ai muốn giết bà Năm và ông Hồ Chí Minh có trách nhiệm gì không? Theo Hoàng Tùng Nguyên Bí Thơ Trung ương Đảng Khóa Năm, nguyên tổng biên tập Báo Nhân dân, viết trong hội ký những kỷ niệm về ông Hồ Thị. Thấy cố vấn Trung Quốc bảo phải xử tử Nguyễn Thị Năm, Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban lãnh đạo Cải cách ruộng đất Trung ương, phụ trách cải cách ở Thái Nguyên, đến báo cáo với Hồ Chí Minh ý kiến của cố vấn. Hồ Chí Minh hứa với Hoàng Quốc Việt sẽ nói với Trường Chinh, trưởng, trưởng ban chỉ đạo trong cải cách ruộng đất, nhưng ông không làm. Hơn nữa, Hồ Chí Minh đã giữ im lặng vì sợ gây mâu thuẫn với cố vấn Trung Quốc, Hồ Chí Minh nói. Không ổn, không thể mở đầu chiến dịch bằng cách nổ súng vào một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy là người từng nuôi cán bộ Cộng sản, là mẹ một trung đoàn trưởng quân đội nhân dân Việt Nam đang tại chức. Cũng theo hồi ký Hoàng Tùng thì, chọn địa chủ Nguyễn Thị Năm để làm trước là do có người mắc cho cố vấn Trung Quốc Họp bộ chính trị, Hồ Chí Minh nói: Tôi đồng ý người có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà mà người ấy lại là giúp đỡ cho cách mạng. Người Pháp nói không nên đánh vào đàn bà dù chỉ bằng một cành hoa. Sau cố vấn Trung Quốc là là quý bà đề nghị mãi, Hồ Chí Minh nói: Thôi tôi theo đa số chứ tôi vẫn cứ cho là không phải và họ cứ thế làm. Mặt khác, trong hồi ký làm người là khó, Đoàn Duy Thành, Phó Thủ tướng giai đoạn năm 1982 năm 1990 viết: Khi chuẩn bị bắn Nguyễn Thị Năm, bác Hồ đã can thiệp. Bác nói đại ý, chẳng lẽ cải cách ruộng đất không tìm được một tên địa chủ cường hào gian ác là nam giới? Mà mới đâu đã phải bắn một phụ nữ địa chủ hay sao? Nhưng cán bộ thừa hành báo cáo là đã hỏi cố vấn Trung Quốc và được trả lời. Hổ đực hay hổ cái đều ăn thịt người cả. Thế là đem hành hình Nguyễn Thị Năm. Ăn cháo đã bác. Nhưng câu hỏi của lịch sử là tại sao khi ấy? trong cương vị lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước mà ông Hồ Chí Minh không dám ra lệnh ngưng hành quyết bà Nguyễn Thị Năm. Và tại sao ông Hồ lại nghe theo ý phải giết bà Năm của cố vấn tàu La Quý Bà? Chẳng lẽ ông Hồ khi ấy cũng chỉ là bù nhìn của tàu hay sao? Nhưng chuyện đảng, ăn cháo đá bát, bà Nguyễn Thị Năm vẫn kéo dài cho đến bây giờ. 67 năm sau ngày bà bị xử bắn tài liệu về vụ án bà Năm trên Bách Khoa Toàn Thư. Mở viết, trong nhiều năm, ông Nguyễn Hanh cùng bà Diệp vẫn đứng đơn đề nghị các cá nhân và cơ quan có trách nhiệm thực hiện Nghị định số 28 trên CP của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1995. Theo đó, đề nghị của gia đình ông Hanh nhiều năm nay là nên xét thưởng huân chương kháng chiến chống Pháp và truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho bà Nguyễn Thị Năm. Dù đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu từ năm 1995 đến năm 2014, qua những lá thư gửi lên địa phương và trung ương, đòi phục hồi danh dự cho mẹ, nhưng gia đình hoàn toàn không được hội âm. Duy nhất, từ tháng 3 năm 1987, Ban tổ chức trung ương đã chỉ đạo tỉnh Bắc Thái để ra văn bản ngày 11 tháng 6 năm 1987, nhưng cũng chỉ làm cái việc duy nhất là xác định lại thành phần giai cấp của bà Nguyễn Thị Năm là tư sản địa chủ kháng chiến, theo đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc viết trên báo Lao động ngày 22 tháng 7 năm 2012. Vậy tại sao lại có sự cố tình lãng trách ghi công bà Nguyễn Thị Năm? Mặc dù từ ông Hồ Chí Minh trở xuống đều biết bà là ân nhân của đảng là người đã đóng góp tài sản và nuôi ăn bộ đội trong nhiều năm phải chăng với thái độ kiêu ngạo cộng sản gốc bằng của nông lãnh đạo đảng cộng sản việt nam chỉ biết lợi dụng lòng tốt của dân để củng cố quyền lực khi còn phải chiến đấu gian khổ nhưng sau khi thành công thì kết quả là của riêng mình như đảng đã trở mặt với các thành viên của câu lạc bộ truyền thống kháng chiến tên ban đầu là câu lạc bộ những người kháng chiến cũ ở miền Nam. Trong đó có các đảng viên kỳ cụ như Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đặng và Trần Nam Trung. Câu lạc bộ này chính thức ra đời ngày 23 tháng 9 năm 1986, nhưng bị Tổng bí thư đảng Nguyễn Văn Linh ra lịch đình chỉ hoạt động từ tháng 3 năm 1989 vì đảng cho rằng các hoạt động đòi cởi mở của câu lạc bộ đã đi quá đà nếu biết lệnh giải tán câu lạc bộ của ông Nguyễn Văn Linh được thi hành sau đó khi có phong trào sinh viên xuống đường đòi tự do ở Bắc Kinh và các biến động chính trị làm tan rã thế giới cộng sản ở Đông Âu và khối Liên Xô. Vì vậy, nếu vụ đồng tâm đã quy tụ được một khối quần chúng đứng sau cụ Lê Đình Kình để đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất, biến cụ thành một nông dân anh hùng ngay giữa thủ đô Hà Nội thì không khỏi khiến cho Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khó chịu. Do đó mà dư luật nhân vân có tư duy văn hóa đã không loại bỏ nghi ngờ là chính ông Trọng đã ra tay hạ sát cụ kinh để tiêu diệt uy tín và ngăn chặn ảnh hưởng của cuộc tranh đấu ở Đồng Tâm đến những vùng dân cư khác. Cũng như bà Nguyễn Thị Năm bị đảng phản bội nhưng vẫn được lịch sử ghi công, thì cụ Lê Đình Kình dù bị mạ liệt và vu khống, nhưng con tim của dư luận người Việt trong và ngoài nước đã đứng về phía cụ trong vụ động tâm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. nam Cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần.